Sáng nay mình nghe một người tên là Quách Dũng có một cái live stream và có một cái quan điểm cũng như là một cái hành động là muốn tu bổ lại cái ngôi mộ của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và một số thành viên khác như Ngô Đình Cẩn hay là bà thân mẹ của những người đó. Và trước mắt á, thì anh ta đã đưa ra những hình ảnh cho thấy rằng anh ta đã làm những cái bia mộ bằng đá để mà gắn cả hình ảnh của Ngô Đình Diệm lên trên cái bia mộ đang khuyết danh. Hiện tại thì cái ngôi mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại nghĩa trang Lái Thiêu chỉ có những cái từ rất là đơn giản như là huynh và đệ. Về theo như tôi được biết thì hai ngôi mộ này trước đây thì chế độ cái gọi là cái đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa nó không cho phép xây dựng hai ngôi mộ đó, bởi vì chính nó là người lật đổ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, giết Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Và một điều nữa đó chính là chỉ sau năm 1975 thì với cái chính sách đoàn kết và hòa giải cũng như là cái nghĩa cử của người Việt của chúng ta, cũng như cái văn hóa người Việt của chúng ta, nghĩa tử là nghĩa tận, thì chính quyền Việt Nam chúng ta đã tạo điều kiện để xây dựng hai ngôi mộ đó. Và ở một phần nào đó thì rất nhiều người cũng đã biết được hai ngôi mộ đó là của ai. Người ta để lên đó hai từ huynh và đệ với mục đích là không muốn khơi gợi lại quá khứ lịch sử, cũng như không muốn khơi gợi lại sự hận thù, cũng như là không muốn khơi gợi lại tội lỗi của những cái nhân vật đó. Và chính vì vậy cho nên là trong suốt cái thời gian vừa qua, dù là tới những cái ngày như là ngày 1 tháng 11, thì nếu như không có sự kích động từ nước ngoài, không có sự kích động từ những thành phần chống cộng muốn lợi dụng vào những con người này để mà trục lợi, để mà đưa ra một những cái quan điểm như là nâng cao cái thần tượng Ngô Đình Diệm để có sự đối trọng, đem ra một cái lãnh tụ tinh thần để chống cộng. Ở đây chúng ta thấy là nếu như không có những cái việc kích động đó thì chúng ta cũng hoàn toàn không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại về Ngô Đình Diệm, về tội lỗi của ông ta như thế nào. Trong đợt vừa rồi tôi cùng với các bạn đã có những cái livestream cũng như là có nhiều bạn đã đến trực tiếp tại nghĩa trang Lái Thiêu phản đối cái việc đó, phản đối cái việc tri ân, phản đối việc làm giỗ cho Ngô Đình Diệm một cách linh đình trang trọng bằng các nghi thức tôn giáo. Ở đây thì cái việc tưởng nhớ ông ấy bằng các nghi thức tôn giáo là việc bình thường, và thậm chí đó là cái việc lễ nghĩa của những con người đối với nhau, từ trái tim của họ, họ yêu mến ai, họ làm gì, đó là cái việc cá nhân, đó là cái việc tốt. Tôi không phê bình việc đó, chúng tôi chỉ phê bình những con người mặc những cái bộ quần áo lính Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì những hành động đó nó gây sự phản cảm và kích động cũng như khơi gợi hận thù, khơi gợi lại quá khứ đau thương của dân tộc Việt Nam này với những cái bộ quần áo lính đó. Điều đó cho thấy rằng là người Việt chúng ta yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh, nhưng chúng ta cũng không bao giờ tha thứ cho những kẻ khơi gợi lại hận thù và chiến tranh. Đó là cái điều mà chúng ta đang cố gắng thể hiện. Nếu không có sự kích động thì chúng ta sẽ không có cái việc phải xúc phạm đến người đã mất. Cho nên là cái quan điểm trùng tu và tu bổ lại hai ngôi mộ của Ngô Đình Diệm là việc làm mà tôi cho rằng thiếu sự đầu tư, tư duy, suy nghĩ, tôi cho rằng đó là ngốc nghếch. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng là nếu như muốn tu bổ lại hai ngôi mộ đó thì chính người thân của Ngô Đình Diệm đã làm từ lâu. Chúng ta nhớ là bà Trần Lệ Xuân chỉ mới mất một thời gian gần đây thôi. Có nghĩa là bà Trần Lệ Xuân sau bao nhiêu năm xa xứ, và bà ta nếu thật sự muốn trùng tu thì những người trong dòng họ của Ngô Đình Diệm họ đủ điều kiện để xây cả lăng tẩm cho Ngô Đình Diệm, chứ không phải là để hai ngôi mộ ở đó với cái sự khuyết danh như thế. Nên là chúng ta thấy được rằng là Ngô Đình Diệm là một phần trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, nhưng nó là một phần tối trong lịch sử Việt Nam. Ông ta tội lỗi như thế nào chúng ta phần nào đã nắm rất rõ. Chúng ta nắm rất rõ về tội lỗi của ông ta cấu kết với nước ngoài, với Mỹ như thế nào để hành hạ, để tiêu diệt, để khủng bố người dân Việt Nam. Chúng ta thấy ông ta đưa ra luật 10 năm 9 đã giết bao nhiêu người, ấp chiến lược giết bao nhiêu người. Ông ta làm tất cả những cái điều gọi là dâng hiến đất nước này theo theo cái
theo cái mô hình tôn giáo như là dâng miền Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với mục đích rằng là biến miền Nam thành một cái thánh địa của tôn giáo, buộc tất cả mọi cái hành động hành vi đụng chạm vào miền Nam, ví dụ như của người cộng sản đang sẽ muốn giải phóng miền Nam, biến cái việc đó thành cái việc là tấn công tôn giáo. Cho nên chúng ta thấy được cái tâm tư của Ngô Đình Diệm vào thời điểm đó là một sự ác độc, mưu mô xảo trá, muốn chia rẽ đất nước. Cho nên giờ mà ở mọi khía cạnh chúng ta thấy Ngô Đình Diệm là người tội lỗi, rất tội lỗi. Và vì tội lỗi như thế cho nên chúng ta thấy được cái việc không nêu danh tánh ông ta, cũng như không nêu những cái vị trí ngôi mộ của ông ta, để tránh cái việc ông ta bị xúc phạm, để tránh cái việc gây ra sự bức xúc và kích thích, kích động những người dân có những cái sự ảnh hưởng cụ thể, ví dụ như những người thân đảm có sự thiệt hại về mạng sống của người thân của họ trong cái luật 10 năm 9 chẳng hạn. Chúng ta thấy rất là rõ rằng cái tình yêu thương con người, văn hóa của người Việt Nam chúng ta là đoàn kết. Cho nên là trong suốt bao nhiêu năm sau chiến tranh, chúng ta thấy rất nhiều người chúng ta dù biết đó là mộ của Ngô Đình Diệm, biết mộ huynh đệ đó là của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, nhưng chưa bao giờ chúng ta đến đó phá ngôi mộ đó cả. Ở đây nói là thẳng ra là không đến phá mộ đó luôn, mà là chúng ta còn để đặt ở trong một cái ban quản trang để bảo vệ hai ngôi mộ đó. Chúng ta thấy là trong lịch sử chúng ta thấy rất rõ là người dân Việt Nam chúng ta, ví dụ như chúng ta có thấy là nuôi dấu cán bộ, có nghĩa là ta yêu mến ai thì ta nuôi dấu người đó. Bây giờ anh bạn Quách Dũng có ý muốn trùng tu và đưa danh tánh một cách rõ ràng về hai con người này với hai ngôi mộ đó một cách rõ ràng, thì anh ta chẳng những không giấu đi một người có tội với đất nước, mà còn xô lên cho tất cả mọi người biết rằng cái mộ của Ngô Đình Diệm ở đó để chi, để người khác đến sỉ vả sỉ nhục và là đem ra bới móc lên cho tội lỗi của Ngô Đình Diệm, thay vì nó có thể chìm xuống và người ta không nhắc lại nữa để tránh đau thương. Thì những hành động vừa rồi trong sáng nay cũng như nhiều thời gian qua, anh Quách Dũng hướng đến cái việc này là gần như là để nhục mạ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thêm một lần nữa. Tôi thấy anh ta có cái vị kêu gọi tiền bạc ở đây, cho nên cái việc thật tâm để mà tu bổ hai ngôi mộ này là tôi dòm không ra, mà tôi chỉ thấy là có vẻ của tiền, có động thái của việc kiếm tiền ở đây, lợi dụng để trục lợi. Do cái việc lợi dụng để trục lợi này nên ta thấy anh ta không thật tâm. Nếu nói anh ta ngu ngốc và ngốc nghếch, không nghĩ ra được rằng mình đem con người kia nâng lên để cho người ta chửi bới, để người ta bới móc lên, thì như vậy thì rõ ràng rằng anh ta quá vô tâm. Anh ta không hề biết được rằng hành vi và hành động của mình là làm tổn hại đến người đã mất, và nhất là làm tổn hại, kích động người dân, làm náo loạn tinh thần của người dân. Đó là cái điều sai trái mà anh ta thấy rất rõ là anh ta trục lợi, kêu gọi tiền bạc rất nhiều. Thời gian qua anh ta cứ đăng lên mạng kêu gọi mọi người đóng tiền, đóng bạc về. Giờ chúng ta có thể thấy được, chúng ta thấy giờ mình thấy là những cái người đang có cái gọi là thần tượng Ngô Đình Diệm nhé, những người này nghĩ gì khi anh ta làm cái điều này? Có phải là họ luôn luôn thần tượng thì dĩ nhiên không muốn lãnh tụ của mình, không muốn người lãnh tụ tinh thần của mình bị chửi bới. Thế mà qua cái hành động của anh Quách Dũng này là muốn tu bổ, muốn xới móc lên những cái quá khứ đau thương đó để người dân xúm nhau chửi bới. Thì rõ ràng rằng là họ phải bị tổn thương. Tất cả những người đang thần tượng Ngô Đình Diệm sẽ bị tổn thương. Tất cả những người thần tượng Ngô Đình Diệm đều hiểu rằng Ngô Đình Diệm có công hay có tội, và người dân Việt Nam này hiểu biết về ông ta như thế nào. Người dân Việt Nam hiểu rất rõ về Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Cho nên việc sắp xúc phạm và chửi bới hai con người này là việc rất là bình thường, nếu như cứ bới móc lên hoài. Chúng ta cũng thấy rằng hai con người này cũng là người của tôn giáo, có nghĩa là cái việc thực hành tôn giáo trong cái việc thờ cúng cũng như là tu bổ mộ phần, đó là cái việc mang tính chất tôn giáo. Mọi hành vi động đến mộ phần của người Công giáo đều mang tính chất tôn giáo, không phải muốn làm gì thì làm, mà nó là buộc phải có một cái nghi thức tôn giáo. Cho nên là chúng ta thấy rất rõ rằng nếu như anh đem ra làm thành một cái trò đùa, trong giáo luật có hướng dẫn rất rõ, nơi người tín hữu Kitô
mất đi, được gọi là nơi thánh, và ở nơi đó không được làm những việc bất xứng. Ở đây ta thấy có hai cái hướng ta dòm thấy rất rõ là bất xứng, đó là thứ nhất lợi dụng để trục lợi, cái thứ hai ta thấy đó chính là lợi dụng để hoạt động chính trị. Ngôi mộ này vừa thời gian vừa qua bị lợi dụng để hoạt động chính trị rất nhiều. Chúng ta thấy vào dịp 1 tháng 11 vừa rồi, cả đám người kéo đến đó với mục đích hoạt động chính trị, bởi vì nó mang đồ lính của chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa, mang đồ lính ra để kích động người khác, để bày tỏ quan điểm, quay video gửi qua nước ngoài để kiếm tiền. Đó là cái việc mà chúng ta thấy thời gian qua. Cái việc thứ hai đó là cái việc trục lợi của anh Quách Dũng này rất rõ ràng rồi. Đó là bất xứng, đó là xúc phạm đến tôn giáo. Chúng ta thấy chính quyền địa phương trong bao nhiêu năm qua vẫn cố gắng bảo vệ hai ngôi mộ đó. Và chúng ta thấy nếu thật sự mà ở Việt Nam này mà không có tự do cũng như là có sự kỳ thị nào đó, thì không bao giờ hai ngôi mộ đó được ở yên đó cho tới giờ này. Và nghĩ gì khi mà dòng họ Ngô còn ở đó, người thân của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu còn đó, họ còn chưa làm mộ cho Ngô Đình Diệm, mà một người nào đó ở nơi nào đó, một cái kẻ đạo đức yếu kém, mở miệng ra là hăm giết người này, dọ đánh người kia, một kẻ tệ hại như thế lại đi muốn làm mộ cho Ngô Đình Diệm, trong khi cái điều kiện để làm hai ngôi mộ này của gia đình họ Ngô là dư sức, và cả những người ủng hộ về tinh thần của Ngô Đình Diệm, những người ủng hộ Ngô Đình Diệm vẫn dư sức để tạo ra cho hắn một cái mộ, thậm chí là lăng tẩm nữa kìa. Chúng ta thấy ở Sài Gòn có rất nhiều ngôi mộ mà tôi nói dòm thấy cứ tưởng đâu là cung đình, tổ chức cả một cái nhà thờ nữa kìa, chứ không phải một nhà thờ của dòng họ đó, nhà thờ của những con người đó. Rất là dễ dàng ta nhìn thấy những ngôi mộ rất lớn, ra nghĩa trang nhìn thấy rất nhiều. Cho nên là không thể nào mà nói cái việc là họ Ngô không đủ điều kiện để trùng tu hai ngôi mộ đó, đến mức độ một người ở ngoài đi vận động quyên góp như đi xin tiền xin ăn như thế. Nên ở đây thấy là đây là một việc cần phê phán, và tôi cho rằng những người gia đình họ Ngô Đình Diệm họ sẽ rất đau lòng cho cái việc này, và tôi cho rằng anh Dũng, Quách Dũng này đang xúc phạm rất lớn đến gia đình họ Ngô. Đấy, cho nên là không thể nào mà chúng ta cứ thấy người này người kia đến mộ viếng đúng, nhưng chúng ta thấy họ có thật tâm hay không, họ đến đó để làm gì, với mục đích gì. Chúng tôi có một cái quan điểm, đó là nghĩa tử là nghĩa tận. Đây là cái quan điểm này của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ chúng tôi có ý định là thù oán Ngô Đình Diệm cả. Nhưng lịch sử là lịch sử, chúng tôi nhắc lại để con cháu nhớ, để mọi người cùng nhau ta ôn lại cái thời kỳ khó khăn nhất của dân tộc chúng ta, với cái sự lãnh đạo của con người này làm cho đất nước chúng ta đau khổ, thì chúng ta nhắc lại. Do đó chúng ta không thù oán Ngô Đình Diệm hay Ngô Đình Nhu, không thù oán họ Ngô, mà là chúng ta đang cố gắng nhắc lại lịch sử để giáo dục con cháu chúng ta rằng nền hòa bình này đã trải qua xương máu, và những người đã tạo nên những điều này đang ở đó, đang nằm đó, và chúng ta vẫn coi họ là một phần của lịch sử, coi họ là lịch sử chứ không phải coi họ là kẻ thù. Chúng ta đã bước qua, bỏ qua cái quá khứ để chúng ta hướng tới tương lai, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta bước qua quá khứ là bước qua một cái hố sâu. Cái hố sâu đó nó còn mãi ở đó giữa chúng ta và Ngô Đình Diệm, nhưng chúng ta không thù oán, không bới móc. Chúng ta với Mỹ, với Pháp, với những nước đã từng đem quân qua đánh chúng ta vẫn bắt tay làm ăn với họ, bắt tay để cùng họ phát triển, bắt tay để cùng họ xây dựng cái đất nước của mình. Đó là cái điều kiện để chúng ta phát triển. Nhưng chúng ta cũng không quên nhắc lại lịch sử rằng anh đã có lỗi với tôi vào thời điểm nào, thời gian nào. Giáo dục cho con cái, giáo dục cho con cháu mình, cho thế hệ sau này biết được để không bao giờ phụ lòng, phụ công ơn của ông cha mình đã hy sinh cho cái nền hòa bình mà ta đang có hiện tại. Đất nước chúng ta chưa được thịnh vượng lắm, chúng ta còn nghèo đấy, nhưng chúng ta hãy cùng nhau xây dựng chứ không phải là kích động đả phá. Đáng lý ra chúng ta nên bàn bạc với nhau làm sao để phát triển kinh tế, thì giờ này chúng ta lại bàn nhau để làm sao phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, mất nhiều thời gian cho cái việc lặt vặt linh tinh tranh cãi như thế này. Những người không có giá trị cho đấu tranh chúng ta không cần quan tâm, hãy dẹp họ qua một bên, không ngó tới họ nữa. Người như Quách Dũng ta không cần quan tâm tới nữa, những hành vi của anh ta là trục lợi rất rõ ràng.
những ai không còn giá trị để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, để chống lại các lực lượng chống phá đảng nhà nước Việt Nam, làm phá hoại xã hội, làm mất trật tự xã hội, chúng ta dẹp qua một bên. Đó là những lời nhắn nhủ của tôi với các bạn, với những người đang có cái ý định muốn trùng tu lại 201 kia, cũng như là có những cái ý định kích động, lợi dụng vào người đã mất để kiếm tiền, lợi dụng vào người đã mất để trục lợi chính trị.